Sau đây xin hướng dẫn tiếp các bạn hàm summif là hàm tính tổng thỏa mãn theo điều kiện. Chúng ta đã học hàm cao nhất rồi thì chúng ta thấy hàm sum về cú pháp của hàm summif và hàm cao nhất thì đều giống nhau ở hai cái dãy đầu là range, criteria. Còn sum range là dãy để lấy tổng tương ứng. Ví dụ như bạn đếm xem có bao nhiêu người ở phân trường hóa chất thì cứ ứng với phân phường hóa chất thì bạn lấy tổng phụ cấp độc hại tương ứng. Ví dụ như ông này ở phân xưởng hóa chất thì sẽ lấy thằng này cộng, rồi bạn này cũng ở phân xưởng hóa chất thì lấy cái này đưa vào để tính tính tổng, thì chúng ta sẽ được tổng phụ cấp độc hại ở phân xưởng hóa chất. Thế thì cái cách để chúng ta áp dụng, người ta bảo tính tổng phụ cấp độc hại ở phân xưởng hóa chất thì ta sẽ lắp hàm sum if. Thì chúng ta phải nhớ nó giống hàm cao if, đúng là ta kiểm tra điều kiện ở đâu thì ta chọn vùng ở đó. Mà điều kiện để chúng ta tìm những cái phân xưởng nó hóa chất thì chỉ có cái này mới có chữ hóa chất thôi, chứ không thể chọn cái này ngay được. Nên chúng ta sẽ phải chọn là cái range ấy, là cái dãy ô cần kiểm tra. Thứ hai là điều kiện là hóa chất. Xong thứ ba người ta gọi là sum range, tức là bạn muốn lấy tổng ở dãy nào thì bạn chọn tương ứng. Nhớ là chúng ta phải chọn để nó ngang cấp, số lượng ô bên này phải bằng, để nó sẽ ánh xạ một chiều, ánh xạ từ hóa chất sẽ ra độc hại, hóa chất ra độc hại. Chúng ta đóng ngoặc lại, cuối cùng chúng ta được đúng 1.000. Tức là chúng ta thấy có hóa chất này là 500.000, hóa chất đây 500.000. Rồi trường hợp thứ hai người ta bảo tính số phụ cấp độc hại cho những người họ Nguyễn. Họ Nguyễn là chúng ta đây có 3. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy tổng là gồm 200 cộng với 100 cộng 100 là 400, 400.000. Thì đấy là quan sát bằng mắt. Còn bây giờ chúng ta thử lắp hàm xem nó có đúng như vậy không. Thì chúng ta đầu tiên là cái dãy cần kiểm tra để có chữ Nguyễn thì chúng ta phải bôi cái dãy họ tên. Sau đó điều kiện của chúng ta là chữ Nguyễn, họ Nguyễn, đằng sau là bất kỳ vì là dấu sao. Đấy. Và tiếp đến là cái dãy để tính phụ cấp độc hại thì chúng ta bôi cái dãy này. Các bạn đừng có bôi như thế này hoặc là đừng có bôi thiếu. Đấy. Thì chúng ta bôi ngang hàng nhau. Rồi. Đấy, chúng ta thấy bằng 400. Thứ nhất là 200 cộng Nguyễn Đức Minh 200 cộng Nguyễn Hoàng Minh 2 là 100. Thế là 2 cộng 1 cộng 1 là 400. Bạn có thể thực hiện như là tổng phụ cấp của những người có phụ cấp vụ độc hại là trên 200 thì nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5 5 cái trường hợp thỏa mãn này, nó sẽ cộng lại với nhau. Thì đấy là cái trường hợp mà chúng ta mới có thể sử dụng chính nó làm tính tổng nha. Mình đưa câu hỏi cho các bạn dễ hiểu hơn này. Tính tổng số phụ cấp độc hại cho những người được phụ cấp độc hại trên 200.000. Tức là lại sử dụng chính cái dãy ô đấy, vừa là để chúng ta thực hiện tính kiểm tra điều kiện và là vừa dùng để tính tổng. Đây chúng ta dùng hàm summif. Đấy, chúng ta có cái dãy ô này. Điều kiện của chúng ta là lớn hơn 200.000. Và cái dãy dùng để lấy tổng chính là dãy này. Đấy, chúng ta đóng ngoặc. Đấy thì chúng ta được là 2 triệu
Đấy. Tổng của những cái phụ cấp của những người mà có phụ cấp trên 200. Thế còn trong hàm sum ấy, nó còn có một cái trường hợp nếu mà cái dãy kiểm tra điều kiện trùng với dãy lấy tổng thì người ta sẽ có thể bỏ qua thành phần của dãy lấy tổng. Ví dụ bạn kiểm tra này. Đấy, sum điều kiện của bạn là lớn hơn 200.000. Ừ. Các bạn enter luôn. Thế thì chúng ta thấy nó bằng nhau, giống như trên. Có nghĩa là trong trường hợp mà chúng ta không đánh thành phần dãy lấy tổng vào thì nó sẽ dùng chính cái dãy đó làm dãy vừa là kiểm tra điều kiện vừa là để tính tổng. Thế các bạn nhìn đây là cái trường hợp mà hàm sum if của chúng ta khuyết thành phần thứ ba. Thế còn là trên này của chúng ta là có cả thành phần thứ ba, vừa là dãy kiểm tra điều kiện vừa là dãy lấy tổng. Thế thì mình đã giới thiệu cho các bạn là chi tiết cái hàm sum if. Các bạn có thể sử dụng cái file ở dưới cái link video này để chúng ta có file chúng ta thực hành, chúng ta không phải gõ lại.